cưới của thằng bạn cũng cỡ mười mấy hai chục năm mà chưa gặp, cho nên sẵn mình về mình đi đám cưới mình thăm nó, mình quay lại review lại làm kỷ niệm cho bạn luôn, rồi sẵn cho các bạn xem luôn, mời các bạn theo dõi. Thôi ngày chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để mình chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chưa... Đây chào mọi người, đây là bạn Lưu Minh Hoàng. Không biết đọc có đúng không? Đúng không? Chính xác đúng không? Ừ. Hồi xưa là hai anh em là học cùng, là ngồi cùng bàn, quậy phá lung tung. Học chung lớp 2 đúng không? Học quay bài cùng nhau không? Không. Quay bài cùng nhau. Hai đứa cái này toàn là người ngoài không, còn chắc bạn cùng lớp chắc không thấy ai. Tại nãy giờ ở trong đó đâu có thấy ai đâu. Của Hoàng là ở đâu cùng ở đây luôn không? Trời. Gần gì? Ở Nha Trang. Dù đời nghèo mà tình yêu mãi. Còn đây là chỗ nấu ăn của nhà hàng. Thì nhà hàng này cũng mới mở cho nên là còn rất rộng rãi thoáng. Theo mình thì mới mở, tại mình mới đi lần đầu tiên ở ngay nhà hàng này, hồi xưa thì không có. Còn mà mở lâu hay không thì không có để ý. Đây. Đây chút xíu bỏ ghế đó hả? Đi chút xíu, mới có đi tí xíu rồi cái mất lường cho ngồi. Ta vất vả vậy nè. Nè. Trời, chết dạo quá. Uống bia quen rồi, giờ uống nước ngọt không quen đó. Thấy nước ngọt nhăn cái mặt mày. Gọi Nam chưa rót nữa hả? Ngay bây giờ thế thành hồn của cô dâu Thanh Nhã sẽ trên cùng chú rể Minh Hoàng xin được phép tổ chức nhạc tiệc cưới liên hoan, cũng như thay mặt gia đình chủ hôn ban nhạc Ngọc Quang xin gửi đến toàn thể quý vị quý quan khách lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới nhất. Rồi vâng, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách, chim cồn đậu nấp nhà quan, che khôn rừng vợ gái quan gả chồng, hôm nay làm lễ tơ hồng tiếp duyên chồng vợ ấm đồng mai sau. Kính thưa quý vị, từ ngàn đời xưa đến nay, tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài với rất nhiều diễn biến tâm lý và vô vàn màu sắc khác nhau, nhưng khi hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập thì những đôi đường luôn luôn mong muốn gắn kết với nhau. Trong hồi ấm của gia đình, nguyện mãi mãi như chi niềm cánh như cây niềm cành. Và đôi bạn trẻ của chúng ta hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sau một thời gian dài tìm hiểu và quen biết, chú rể Minh Hoàng cùng cô dâu Thê Nhã đã tìm được cái chỗ hạnh phúc cho chính mình. Và đám cưới hôm nay sẽ là minh chứng cho điều đó. Hôm nay, ngày 6 tháng 12, tức ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý, được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, sự đồng ý nhất trí của cô dâu và chú rể, hai bên gia đình đã nói chuyện trầu cau và chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho cô dâu Thanh Nhã và chú rể Minh Hoàng. Kính thưa quý vị, không phải để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để chứng kiến nghi lễ thành hôn của anh Minh Hoàng. Hãy subscribe.
Vâng, 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 quý vị, trong ngày vui hẹn phúc trăm năm như hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thiếu được sự đấng sinh thành, những người đã đem đến cho chúng ta hai nhân vật đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, về phía tổng đoàn nhà trai, cho phép tôi được trân trọng giới thiệu ông Lưu Bá Tề và bà Ngô Thị Hà là xuất thân của chú rể, cùng vị đại diện và nhà trai trên tiến lên sân khấu. Thưa quý vị, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chủ hôn hai gia đình ta. Cho phép tôi được trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Bạch Huyền là xuất thân của cô dâu sẽ tiến lên sân khấu. Thưa quý vị, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chào đón chủ hôn hai nhà gái chúng ta. Ngày trên sân khấu này đã có mặt đầy đủ hai bên gia đình, cho phép hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin được cúi chào cũng như thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, quý quan khách gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái nhất. Và là hạnh phúc đối với cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình thì có được sự hiện diện đông đủ và đầy yêu thương của tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, có chút thời gian quý báu để tới chung vui cùng với gia đình. Và để đáp lại tấm chương trình này thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời phát biểu chân thành từ phía đại diện hai bên gia đình. Và vâng, xin mời. Kính thưa ông các bà, cô các chú cùng bà cả hội hôn. Hôm nay nhờ sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn thành cho hai cháu. Thì cũng xin rất là cảm ơn các ông các bà cùng bà cả quý khán giả hôm nay đã tới tươi vui cùng gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc toàn thể hội hôn sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn những lời phát biểu từ vị đại diện là nhà trai. Chúc cho các vị đại diện luôn tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc trong gia đình. Cảm ơn các quý vị. Phần tiếp theo chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú rể những giây phút thật cảm động trên sân khấu qua nghi thức rót rượu. Người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao gửi thương.
nghe Rốt Vô Bình Ngọc Kết Tiên Tương Cùng. Và bây giờ xin mời quý vị và khách chúng ta hãy bắt đầu cái vinh dự của mình, chúng ta cùng lên đi với cô dâu và chú rể, cùng hô thật to được không ạ? 1, 2, 3. Đường trần treo bước trên cao, ai hướng sao như muôn ngọn nến, lập lòe đom đóm hoa đăng, sướng sâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh chưa gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón. Bầy chim nơi xin quê quang, thấy em đua nhau hòa đàn. Bất xây hạnh phúc bởi nhà đau muôn đời. Mình sẽ rất hạnh phúc để nói lên rằng ngày hôm nay chú rể Phúc Hoàng và cô dâu Thanh Nhã đã chính thức lên vợ thành chồng. Kể từ đây họ sẽ cùng nắm chặt tay nhau xây dựng cuộc sống mới. Kính thưa quý vị, ngày thương cất bánh cưới cũng là tiết mục cuối cùng để khép lại chương trình của lễ thành hôn tại đây. Kính thưa quý vị, từ nay bất đẹp ước mong chúc cho đôi trẻ mặn nồng từ đây tương lai hạnh phúc sung vầy, con đàn cho đấng mẹ thầy bình an. Chúc cho đôi lứa an nhàn, sống vui mạnh khỏe bình an suốt đời. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng trở về bàn tiệc để tiếp đón các vị quan khách cùng nhìn chụp cái đống hoa dừa. Em xin đưa anh về về quê hương yêu dấu. Em xin đưa anh về về quê hương thuyền trần. Đèn trăng treo bước trên cao, ai hướng sao như muôn ngọn nến, lập lòe đom đóm hoa đăng, sướng sâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh. Đây là cái món món đầu tiên đúng không? Món đầu tiên là món gà gì á? Gà chiên mắm. Gà này gà chiên nước mắm. Rồi quay ngoài gì á? Đây để mình cho mượn cái menu á. Đây cái menu đây. Thay vì bốn món gà chiên bột xôi. Ủa vậy là hồi nãy có khai vị bốn món rồi đúng không? Có rồi. Đây là mình còn à. Vậy hả? đi một vòng quay lại không thấy còn miếng nào. Đường ta đổ, em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Thuyền em đi trên sông trắng xa, vui trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm chợt mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tan. Chưa quê xưa thành phố mới, rước em về cốt nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi.
cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời, niềm tin và sức sống không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thân tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu.